Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài mà rất là nhiều bạn yêu cầu Bắp làm và có nhiều bạn yêu cầu rất là nhiều lần nữa. Đó là thông tin về 7 hoàng tử địa ngục. Bắp thấy yêu cầu này của các bạn rất lâu rồi nhưng mà Bắp phải có thời gian để mà tìm hiểu đầy đủ thông tin. Cho nên hôm nay Bắp mới làm video này, các bạn thông cảm cho Bắp nha. Khi mà chúng ta nghe về hai chữ hoàng tử, chắc hẳn hiện lên ở trong đầu chúng ta sẽ là những hình ảnh hết sức đẹp đẽ, soái ca, khuôn ngầu, lạnh lùng. Nhưng thực sự, 7 hoàng tử địa ngục này các bạn nên cảm thấy sợ hơn là cảm thấy ngưỡng mộ đấy. 7 hoàng tử địa ngục trong kinh thánh còn được gọi với cái tên rất đơn giản là Satan, hay là các bạn hay còn gọi là quỷ Satan đó. Đây là tên gọi dành chung cho 7 con quỷ có quyền hạn và cấp bậc lớn nhất trong địa ngục. 7 hoàng tử địa ngục trong kinh thánh là câu chuyện bắt nguồn từ cuộc nổi loạn của Lucifer. Trong Thiên Chúa giáo, Lucifer là một tổng lãnh thiên thần quyền lực nhất trong các tổng lãnh thiên thần với 3 đôi cánh. Nhiệm vụ của Lucifer là cố vấn cho thiên đàng và hầu như không có tiếp xúc nào với con người. Khoảng thời gian ở trên thiên đàng, Lucifer được coi là một thiên thần dũng mãnh, tài năng nhưng cũng không kém phần ngang tàn, hống hách. Lucifer lúc ấy hết mực yêu quý và tin tưởng vào Chúa, nhưng lại vô cùng ghét con người, bởi vì con người vốn là tạo vật yêu thích của Chúa. Chính điểm này đã khiến Lucifer có những bất đồng với Chúa. Và khi Chúa tạo ra loài người, Chúa ra lệnh cho toàn thể các thiên thần phải cúi mình trước loài người và phải phục vụ cho loài người. Lucifer coi đây là một sự sỉ nhục bởi vì mình mới chính là tạo vật đầu tiên của Chúa. Hắn cho rằng Chúa đã phản bội lại sự tin tưởng và tình yêu mà hắn dành cho người nên đã khởi dậy cuộc nổi loạn và đã mở đầu cho cuộc chiến nổi tiếng thiên đường và địa ngục. Lucifer đã dẫn dắt 14.400 thiên thần khác, được gọi là các thiên thần sa ngã, đứng lên và chống lại Chúa Trời. Với đầy sự ngạo mạn, Lucifer đưa ra một lời tuyên chiến rằng: ta, Lucifer, sẽ lên thiên đàng, ta sẽ đưa ta lên những vì sao của Thiên Chúa, ta sẽ ngồi lên vị trí lãnh đạo của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây, ta sẽ như đấng chí cao. Cuối cùng, khi cuộc chiến kết thúc, Lucifer và tất cả thiên thần sa ngã bị đuổi khỏi thiên đàng để trừng phạt cho tội lỗi đã gây ra. Hình tượng Lucifer thể hiện cho dục vọng, lòng kiêu hãnh, sự ngang tàn. Lucifer cho rằng loài người chỉ là bậc hạ đẳng được tạo ra từ đất sét, còn hắn là đấng tối cao hóa thân từ ngọn lửa. Có nhiều ý kiến cho rằng Satan, hay chúng ta thường hay gọi là quỷ Satan, và Lucifer chỉ là một, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Theo Thiên Chúa giáo thì Satan cũng là một thiên thần do Chúa tạo ra nhưng bị đuổi khỏi thiên đàng do nổi loạn và chống đối. Tức là cái cuộc nổi loạn của Satan còn trước cái cuộc nổi loạn của Lucifer nữa. Sau đó hắn trở thành thủ lĩnh của các thiên thần chống đối khác. Theo truyền thuyết, quỷ Satan thường được miêu tả với cơ thể cường tráng, khuôn mặt dữ dằn với hai sừng ở trên đầu. Satan là chúa tể địa ngục, hắn sống ở đó và luôn tìm cách để chống lại thiên đàng. Hắn cố gắng phá hoại thế giới loài người thông qua những cám dỗ, lôi kéo con người và làm bản chất tham lam bộc lộ khiến con người trở nên ác độc hơn. Về cơ bản, Lucifer và Satan đều có những điểm giống nhau. Ví dụ như, cả hai đều là những thiên thần cấp cao. Lucifer khác biệt bởi vì Lucifer có 3 đôi cánh, còn đối với Satan thì hắn có tới 6 đôi cánh. Quyền lực của cả hai cũng rất lớn ở thiên đàng. Satan được Chúa tạo ra trong ngày thứ 6 sáng tạo và có quyền lực sánh ngang với Thiên Chúa. Hắn là một trong số rất ít kẻ thống trị đứng đầu các bậc tạo hóa. Ghen tức với tình yêu của Chúa dành cho Adam và Eva, Satan đã phản bội Chúa, dẫn dắt cuộc chiến chống lại Chúa bằng việc biến hóa thành một con rắn cám dỗ Eva ăn trái cấm trên cây tri thức. Sau đó Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng và trở thành chúa tể địa ngục. Hắn tượng trưng cho cái ác, sự bất hạnh, những điều xấu xa. Còn Lucifer thực tế không phải là thế lực thù địch với Chúa. Lucifer chỉ được coi như kẻ nghi ngờ, thất bại và bị trục xuất bởi vì ý nghĩa độc tôn, tính cách ngang tàn, không nghe lời Chúa của hắn. Lucifer cũng rất ít được đề cập tới trong kinh thánh mà chỉ thông qua các truyền thuyết và các tài liệu khác ghi lại mà thôi. Và khi mà xem phim thì Bắp thấy hình tượng Lucifer giống như là một con người bình thường và có cánh. Cái đôi cánh đã bị cắt đi, giống như là một cái sự trừng phạt mà Chúa đã đuổi Lucifer tới địa ngục đó. Thì những cái bộ phim mà Bắp coi là như vậy. Và liệu Satan và thiên thần sa ngã Lucifer có liệu là hai cá thể hoàn toàn khác nhau hay không? Hay thực chất là một thì vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Có người nói rằng thực ra hai cái tên đó là một. Từ lúc Lucifer bị đày xuống địa ngục, hắn đã có cái tên là Satan. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Cũng có nhiều người nói Lucifer có tới 6 cánh chứ không phải là 3 cánh. Cùng với Lucifer là 6 con quỷ quyền lực khác cũng bị đày và cùng thống trị địa ngục. Đây cũng là những con quỷ cùng kề vai sát cánh bên cạnh Lucifer trong cuộc chiến chống lại Thiên Chúa. Và hết thảy 7 con quỷ này được gọi là 7 hoàng tử địa ngục. 7 hoàng tử địa ngục trong kinh thánh gắn liền với 7 tội lỗi của con người. Lucifer gắn với tội kiêu ngạo, Mammon gắn với tội tham lam, Asmodeus gắn với tội dâm dục, Behemoth gắn với tội hờn giận, thù hằn,
Beelzebub gắn với tội mê ăn uống, Leviathan gắn với tội ghen ghét đố kỵ và Belphegor gắn với tội lười biếng. Lucifer năm xưa có thể coi là vị thiên thần hoàn hảo nhất mà Chúa đã từng tạo ra và là thiên sứ mang hình ảnh của Chúa. Cái tên Lucifer có nghĩa là người mang ánh sáng. Ông là vị thiên thần có cấp bậc cao nhất, đẹp đẽ nhất, tài giỏi nhất, hùng mạnh nhất và cũng là ngang tàn nhất. Lucifer không chấp nhận việc phục tùng con người theo ý Chúa, vì thế đã dẫn đầu 14.400 thiên thần, tức là khoảng chừng 1/3 quân số thiên đàng nổi dậy chống lại Chúa, dẫn tới cuộc chiến địa ngục và thiên đàng lừng danh. Lucifer bị các thiên thần đánh bại và trục xuất ra khỏi thiên đường, trở thành chúa quỷ của 18 tầng địa ngục và trở thành con quỷ tượng trưng cho sự kiêu ngạo. Các thiên thần khác cũng bị trục xuất theo Lucifer từ đấy, được gọi chung là những thiên thần sa ngã. Kế tiếp là Beelzebub. Beelzebub vốn là một thiên thần cấp cao trên thiên đàng và làm nhiệm vụ cố vấn cho Chúa. Beelzebub là tổng tư liệu quân đội bên cạnh Lucifer trong cuộc chiến thiên đàng và địa ngục. Sau khi thua trận, bị giáng xuống làm quỷ dữ và được xem là hoàng tử của địa ngục. Đây cũng là con quỷ đại diện cho sự phàm ăn tục uống. Beelzebub là chúa tể của những con ruồi, loài vật mang theo những dịch bệnh khủng khiếp nhất đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Beelzebub còn có thể biến thành hình dạng ruồi và tự tạo ra những cơn dịch bệnh. Ngoài ra, hắn còn được cho là kẻ mang đến đội quân châu chấu, những thủ phạm gây phá hoại mùa màng và làm thất bát nghiêm trọng. Beelzebub còn tượng trưng cho những tên bạo chúa, là người gây nên tập tục thờ phụng các con quỷ, là người đánh thức các dục vọng của những thầy tế, là người mang đến sự ghen tị, sát nhân và chiến tranh. Beelzebub có một người bạn thân bị cầm tù ở vùng biển đỏ, đó là một con quỷ một cánh tên là Beelzethibul. Hoàng tử kế tiếp là Asmodeus, là một con quỷ đại diện cho dục vọng. Hắn được miêu tả là con quỷ có ba đầu, đầu người, đầu dê và đầu ngựa. Những dục vọng tầm thường và ham muốn tình dục chính là sở trường của hắn ta. Người ta thường quy cho hành động hiếp dâm là do Asmodeus xúi dục. Hắn cai trị tầng địa ngục thứ hai và chỉ huy 72 binh đoàn quỷ. Điểm yếu duy nhất của hắn là nước và các loài chim, vì hai thứ này khiến cho hắn liên tưởng đến Chúa. Tuy nhiên, có một số ghi chép cho rằng, mặc dù là hiện thân của dục vọng, nhưng Asmodeus lại yêu một cô gái tên là Sarah. Sarah có tới 7 đời chồng và đều giết chết chồng của mình ngay trong đêm tân hôn. Và vì vậy, cô vẫn còn là một trinh nữ. Đó cũng là lý do vì sao Asmodeus lại bị cô gái này quyến rũ. Kế tiếp là Behemoth, một sinh vật có từ thời cổ đại, được Chúa tạo ra, mang hình dạng của loài voi, tê giác, hà mã. Một sinh vật khổng lồ và cực kỳ mạnh mẽ. Nó được coi là con quỷ đại diện cho sự thù hận và phẫn nộ. Behemoth có sức mạnh chế ngự đất đai và các lục địa, chúa tể của vùng sa mạc nóng bỏng. Người ta cho rằng những cơn động đất chính là do Behemoth tạo ra. Cùng với Behemoth, Leviathan là một sinh vật được Chúa tạo ra từ thời Hồng Hoang sơ khai. Nó là con quỷ đại diện cho lòng ghen ghét, đố kỵ. Leviathan là một con thủy quái khổng lồ tung hoành khắp đại dương, có hình thù đáng sợ, sở hữu sức mạnh không gì sánh bằng, cực kỳ hung bạo và ưa thích mùi máu huyết tanh nồng. Nó được miêu tả như là sự lai hợp của ba loài vật được xem là tàn bạo, khát máu mà loài người phải e sợ, gồm phần đầu của con rồng, thân hình uốn lượn như rắn và lớp vảy bên ngoài giống như da cá sấu, và là nỗi kinh hoàng của đại dương. Leviathan được coi như là một kẻ canh giữ cánh cổng địa ngục kết nối với trần gian. Khi còn ở thiên đường, Leviathan là một thiên sứ có cấp bậc cao được hầu cận bên cạnh Chúa. Có truyền thuyết cho rằng chính Leviathan là kẻ biến thành con rắn và xúi dục Adam và Eva ăn trái cấm bởi vì nó ghen ghét đố kỵ với con người khi thấy Chúa sủng ái họ. Đó lại là một cái truyền thuyết khác nữa nói về cái nhân vật đã hóa thân thành rắn, nhưng mà cũng không biết chính xác là nhân vật nào đã hóa thân thành rắn. Trong Kinh Thánh Do Thái, Leviathan là một sinh vật gần giống như là Lotan, con thủy quái cổ xưa bị đánh bại bởi vị thần Baal. Một điển tích khác cũng có liên quan đến con quái vật này là về câu chuyện của thần bảo Marduk đã giết chết mẹ mình. Mẹ của Marduk là nữ thần Tiamat và cũng là một con quái vật biển khổng lồ. Sau khi Marduk giết mẹ của mình, đã tạo ra bầu trời cùng mặt đất bằng xác của bà. Khi chúng ta so sánh giữa các truyền thuyết về loài quái vật biển với nhau, hầu hết những sinh vật này có hình dạng giống rồng hoặc là rắn biển. Những loài thủy quái như thế xuất hiện nhiều và trở nên gần gũi trong nhiều nền văn minh cổ đại gắn liền với sông hoặc biển. Trong thời kỳ La Mã và Hy Lạp xưa, đại dương và những gì sống bên dưới vẫn còn là một bí ẩn đối với con người. Nhiều loài cá voi khổng lồ cũng có thể khiến những người sống ở thời đại này liên tưởng tới quái vật, thêu dệt nên các câu chuyện về thủy quái. Người Do Thái từng miêu tả Leviathan là một con rồng sống sâu ở dưới đáy biển, cùng với một con quái vật ở trên cạn là Behemoth. Kinh Do Thái Enoch miêu tả Leviathan là một con quái vật sống ở dưới vực sâu, tương tự giống như là Tiamat. Trong khi đó, Behemoth sống trong một sa mạc tại Dunedin, phía đông vườn địa đàng. Theo Kinh Thánh Do Thái, ban đầu Chúa đã tạo ra một Leviathan đực và một Leviathan cái. Nhưng vì lo sợ rằng những sinh vật này sẽ hủy diệt thế giới, Ngài đã giết chết con cái, mang da thịt của nó để dùng trong bữa tiệc giáng thế của đấng Messiah.
một số phiên bản khác trong Kinh Thánh cho rằng Leviathan có thể là tên của một số loài cá sấu, còn Behemoth là tên của hà mã. Mặt khác, theo những giả thuyết về khởi nguồn của trái đất, Leviathan và Behemoth lại được coi là tên của một giống khủng long đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi. Cuối cùng, Belphegor có lẽ là con quỷ mờ nhạt nhất trong 7 hoàng tử địa ngục. Những bài viết chi tiết về con quỷ này không nhiều, tuy nhiên, theo vài nguồn, nó được coi là con quỷ rất xảo trá vì có thể tác động lên tâm trí của con người, gây hoang tưởng, làm rối loạn đầu óc, thuyết phục con người về một cuộc sống sung sướng, nhàn hạ mà không cần phải nỗ lực nhiều nhưng vẫn đầy đủ sung túc. Belphegor thường được mô tả là xuất hiện dưới vỏ bọc của một người phụ nữ xinh đẹp để mà quyến rũ đàn ông, hoặc là một con quỷ có râu, sừng và móng vuốt sắc nhọn. Satan từng gửi Belphegor tới thế giới của loài người, lệnh cho hắn đi tìm bằng chứng về hạnh phúc, tình yêu giữa con người thực sự. Điển hình là tại Paris, Pháp, đất nước mệnh danh là đất nước của tình yêu. Belphegor đã sống ở đây nhưng không tìm thấy bằng chứng nào về tình yêu và hạnh phúc trong hôn nhân của loài người. Hắn nhận ra con người thường tự lừa dối mình bằng ảo tưởng rằng mình đang yêu, nhưng thực sự là họ chỉ không muốn sống một mình suốt cả cuộc đời mà thôi. Câu chuyện này cùng với cái tên Belphegor đã sớm trở thành biểu tượng cho sự căm ghét và tội ngoại tình. Belphegor tương ứng với một tội lười biếng và là một trong 7 hoàng tử địa ngục. Hắn đầu độc con người, quấy nhiễu tâm trí họ, ban đầu chỉ với những thông điệp mờ ám và những dấu hiệu đặc trưng về hắn. Hắn biến một người bình thường trở nên hoang tưởng, lo lắng, dần dần hút cạn sự sống của họ và để lại những cái xác vô hồn. Bởi vậy, muốn bảo vệ mình khỏi Belphegor, cần có một tâm trí vững vàng, biết kiểm soát, phân biệt thật giả và không rơi vào cám dỗ của hắn. Theo một học giả thế kỷ thứ tư, Belphegor mạnh nhất vào tháng 4. Và đó là chi tiết cụ thể của 7 hoàng tử địa ngục mà các bạn đã yêu cầu Bob làm từ rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì mới có thể mang đến chi tiết cụ thể của những cái thông tin này đến cho các bạn. Và những thông tin này Bắp đã tìm hiểu trên Google từ rất nhiều website khác nhau, và Bắp đã có để nguồn ở dưới phần miêu tả, phần description. Bắp không phải là đạo Thiên Chúa cho nên Bắp cũng không biết rõ là trong Kinh Thánh có nói về 7 hoàng tử địa ngục này hay không. Hiện nay thì có rất là nhiều bộ phim về Lucifer, trong đó có một vài bộ phim Lucifer là một nhân vật chính diện. Nghe rất là lạ đúng không? Bởi vì khi nghe về Lucifer thì mình nghĩ là Lucifer là một nhân vật ác không thể nào chính diện được. Nhưng có một bộ phim Bắp đã coi thì coi xong thì rất là thích cái hình tượng Lucifer, bởi vì anh ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ xoáy ca và rất là vui tính, rất là dễ thương. Và đó là một cái nhân vật chính diện và tất cả những hành động mà Lucifer đó làm á, mà mình coi bộ phim đó mình cảm thấy rất là hợp lý, rất là hay. Nhưng mà hình như phim đó thì có giới hạn tuổi tác để coi đó, trên 13 tuổi hay 15 tuổi gì đó mới được coi thì Bắp không biết. Đây là cái bộ phim mà Bắp coi và Bắp cảm thấy rất là hay, rất là thích. Nếu mà bạn nào muốn coi thì có thể tìm hiểu ở trên Google, ở trên cái trang mạng thì chắc là sẽ có cái bộ phim đó. Bởi vì sẵn tiện hôm nay chúng ta nói chuyện về Lucifer và Bắp thấy bộ phim đó hay cho nên giới thiệu cho các bạn thôi, chứ Bắp cũng không phải là quảng cáo gì đâu nha. Ok, và sắp tới thì Bắp định sẽ làm một video về Q&A, questions and answer. Các bạn nếu mà có thắc mắc gì về Bắp thì hãy comment bên dưới, Bắp sẽ trả lời trong cái video đó. Thực ra là Bắp có làm một video về bản thân của mình, nhưng mà ở bên kênh Bibimbap Kids. Mà thiết nghĩ thì chắc là có nhiều bạn không có coi ở cái kênh bên đó, bởi vì có nhiều bạn thì không có thích cái kênh Kids, thích những cái đùng rợn ma mị, nhưng mà nhiều khi cũng muốn biết thêm nhiều về Bắp. Ngoài những cái câu chuyện ma đùng rợn hoặc là ngoài những cái thể loại mà Bắp làm thì các bạn muốn biết thêm chút gì đó về Bắp để mà chúng ta gần nhau hơn một chút, gần nhau thêm chút nữa. Thì các bạn hãy comment bên dưới cho Bắp biết những câu hỏi của các bạn nha. Và có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao Bắp đã được nút bạc rồi mà tại sao lại chưa nhận được nút bạc. Thì thật sự là Bắp đã gửi tin nhắn và hỏi đội ngũ nhân viên của YouTube và họ đã trả lời lại với Bắp. Và họ đã gửi cho Bắp cái nút bạc và nó đang trên đường về. Thì Bắp nghĩ là khoảng chừng 1 tuần hoặc 2 tuần nó sẽ về tới. Chắc chắn một điều là khi nhận được nút bạc, Bắp sẽ quay lại và khoe với các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.